Sáng ngày 13 tháng 7, Ban đại diện Hội người cao tuổi huyện Vĩnh Tường tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021, sơ kết công tác Hội người cao tuổi 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Sự hội nghị có đồng chí Văn Đăng Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, lãnh đạo Ban đại diện Hội người cao tuổi huyện, Chủ tịch Hội người cao tuổi các xã thị trấn trong huyện. Nhiệm kỳ 2021-2026, Ban đại diện Hội người cao tuổi huyện Vĩnh Tường tiếp tục đẩy mạnh tổ chức Hội người cao tuổi vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, nâng cao hơn nữa chất lượng chăm sóc, tăng cường phát huy vai trò người cao tuổi, tiếp tục hướng về cơ sở, tập trung phát triển hội viên, lấy chi hội, tổ hội là trung tâm, xây dựng đa dạng các loại hình câu lạc bộ nhằm thu hút các hoạt động người cao tuổi, nâng cao chất lượng phong trào thi đua yêu nước, tuổi cao gương sáng, tập hợp đoàn kết người cao tuổi tham gia sinh hoạt, xây dựng hội, làm nòng cốt phong trào toàn dân chăm sóc phát huy vai trò người cao tuổi. Một số chỉ tiêu chủ yếu, tập hợp từ 98% trở lên người cao tuổi vào hội, trên 90% cán bộ hội người cao tuổi được tập huấn bồi dưỡng về kỹ năng công tác hội và kiến thức các lĩnh vực. 85% trở lên số xã thị trấn thành lập và duy trì hoạt động thường xuyên quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi. Tham mưu đề xuất đảm bảo 100% người cao tuổi trong độ tuổi người cao tuổi theo quy định của pháp luật được tổ chức chúc thọ, mừng thọ, được hưởng trợ cấp xã hội, có bảo hiểm y tế. 95% trở lên hội người cao tuổi cơ sở có các loại hình câu lạc bộ của người cao tuổi. Trong 6 tháng đầu năm 2021, được sự quan tâm của huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện và ban đại diện hội người cao tuổi tỉnh, các cấp hội người cao tuổi trong huyện đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Hội thực hiện tốt, quán triệt và tuyên truyền đến hội viên nội dung về luật, điều lệ và các chế độ chính sách liên quan người cao tuổi. Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 10 năm và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Chủ động, kịp thời hướng dẫn hội người cao tuổi xã thị trấn và hội viên gương mẫu thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch COVID-19.